Hello các bạn nha. Video này mình hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động một cách đơn giản và dễ hiểu để các bạn tham khảo. Thì công thức để tính thuế thu nhập cá nhân sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân cho thuế suất. Thu nhập tính thuế mình tính như thế nào? Thì mình có một cái công thức tiếp theo. Thuế được tính là thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Các khoản giảm trừ là giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng, người phụ thuộc 3 triệu 6 nếu đăng ký là con cái hoặc cha mẹ. Các khoản bảo hiểm bắt buộc là 10,5%. Trên 5 triệu đến 10 triệu đồng thì đó là bậc 2 và với thuế suất là 10%. Công thức để tính là 10% nhân trên thu nhập tính thuế trừ đi 0,25 triệu đồng. Thì thường những người lao động nằm ở bậc 1, bậc 2, bậc 3 chiếm đa số.